Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Mr. Cảnh Excel. Bài học tiếp theo mà hôm nay chúng ta sẽ học đó là bài hàm cách sử dụng hàm xử lý chuỗi trong Excel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng những cái hàm xử lý chuỗi căn bản mà chúng ta thường dùng. Đó là cái hàm left là hàm lấy ký tự bên trái, hàm right là hàm lấy ký tự bên phải, hàm mid là hàm lấy ký tự ở giữa, hàm value là hàm đổi sang giá trị số, hàm len là hàm đếm số ký tự hoặc là đếm độ dài của chuỗi, hàm file là hàm tìm kiếm vị trí ký tự trong chuỗi, hàm substitute là hàm thay thế ký tự. Bây giờ chúng ta sẽ yêu cầu là chúng ta sẽ lấy những cái kết quả giống như bên này. Ở bên này thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy hàm left ra để chúng ta lấy ký tự ở bên trái các bạn nhé. Chúng ta chọn vào cái chuỗi ký tự mà chúng ta cần xử lý và chúng ta chọn số ký tự chúng ta cần lấy là số 3. Bởi vì chúng ta cần lấy ABC là chúng ta lấy 3 ký tự thì chúng ta sẽ gõ số 3 ở đây và chọn OK. Tiếp theo là chúng ta sẽ lấy 2 ký tự bên phải thì chúng ta sẽ chọn hàm right để chúng ta lấy. Chúng ta cũng chọn vào chuỗi ký tự cần lấy và nhập số 2 ở đây. Chọn OK. Tiếp theo là chúng ta chọn chúng ta cần lấy số 12345 ở trong chuỗi thì chúng ta nhìn là cái số 12345 nó đang nằm ở giữa của chuỗi ký tự cho nên là chúng ta sẽ lấy cái hàm mid để chúng ta sẽ tách cái số 12345 đó ra. Hàm mid thì các bạn quan sát là các bạn để ý cái đối số thứ hai của hàm mid là cái vị trí mà ký tự cần lấy thì chúng ta sẽ để là số 4 bởi vì cái vị trí mà chúng ta bắt đầu cần lấy ký tự ở trong chuỗi là vị trí là số 4, tức là cái số 1 đấy, vị trí của số 1 nó nằm ở số 4 ở trong cái chuỗi ký tự mà chúng ta cần xử lý. Và số ký tự chúng ta cần lấy là chúng ta sẽ cần lấy 5 ký tự thì chúng ta gõ số 5 ở đây. Rồi, tiếp theo khi mà chúng ta tách những ký tự ở trong chuỗi ra thì nó vẫn là chuỗi chứ nó không phải là số. Nhưng bây giờ chúng ta muốn chuyển cái số 12345 này thành số thì chúng ta sẽ có một cái hàm gọi là hàm value để chúng ta sẽ chuyển sang cái giá trị số. Chúng ta đơn giản là chỉ chọn nó thôi và OK. Đó, thì lúc này nó đã chuyển thành giá trị số rồi và lúc này nó nằm bên phải của ô Excel và chúng ta có thể định dạng phân cách hàng nghìn bình thường được các bạn nhé. Tiếp theo là chúng ta đếm cái độ dài của chuỗi ký tự thì chúng ta sẽ dùng một cái hàm gọi là hàm len. Chúng ta lấy hàm len ra. Chúng ta lấy hàm len ra các bạn nhé. Rồi, sau đó chúng ta chỉ chọn vào cái chuỗi ký tự mà chúng ta cần đếm độ dài của nó. Rồi, tiếp theo là chúng ta muốn tìm cái vị trí chữ C. Vị trí chữ C ở trong cái chuỗi này để chúng ta muốn xác định xem là vị trí chữ C nó là vị trí thứ mấy ở trong chuỗi, nó đứng vị trí bao nhiêu ở trong chuỗi thì chúng ta sẽ dùng một cái hàm gọi là hàm file và chúng ta lấy hàm file ra. Các bạn có thể hoàn toàn tự viết tên hàm được các bạn nhé, nhưng mình thì không thích như vậy, mình sẽ lấy cái hàm ở trong cửa sổ hàm. Rồi, đầu tiên là mình tìm ký tự mình cần tìm thì là mình tìm chữ ký tự C nhé, mình sẽ viết chữ C ở đây. Tiếp theo là tìm ở trong cái chuỗi này thì mình phải chọn ở trong chuỗi này và tính từ ký tự số 1 các bạn nhé. Giờ mình chọn OK thì kết quả nó sẽ ra số 3, tức là vị trí chữ C ở trong cái chuỗi đó là nó nằm ở vị trí số 3. Cuối cùng là bây giờ chúng ta muốn thay thế cái ký tự 12345 ở trong chuỗi đấy bằng một ký tự là chữ D đó thì chúng ta sẽ dùng một cái hàm gọi là hàm substitute các bạn nhé. Đấy. Chúng ta lấy hàm substitute ra để chúng ta có thể là thay thế cái ký tự mà chúng ta muốn. Rồi, hàm substitute đầu tiên là chúng ta sẽ chọn vào cái tách cái chuỗi mà chúng ta cần xử lý. Tiếp theo là bây giờ là chúng ta muốn thay thế ký tự nào thì chúng ta gõ vào đây. Bây giờ chúng ta cần thay thế cái ký tự 12345 bằng ký tự chữ D thì chúng ta sẽ gõ chữ D ở đây và chúng ta bắt đầu tính từ số 1. Như các bạn thấy, bây giờ nó đã thay thế cho chúng ta những cái ký tự số 12345 thành chữ D rồi. Đó là về phần lý thuyết. Rồi xuống phía dưới này, chúng ta sẽ có một cái bài thực hành ứng dụng giữa những cái hàm mà chúng ta đã học trước kia
và cái hàm xử lý chuỗi. Bây giờ chúng ta có một cái bài như thế này. Yêu cầu nhé, các bạn xem này. Yêu cầu nếu mã hàng có ký tự đầu là A thì suất sẽ bằng 60% nhân nhập. Nếu mã hàng có ký tự đầu là B thì suất bằng 70% nhân nhập. Thì chúng ta sẽ dùng một cái hàm if nhé các bạn nhé. Chúng ta lấy hàm if ra này. If nếu mã hàng có ký tự đầu thì xác định bằng là chúng ta hiểu là ký tự đầu là ở phía bên trái đúng không ạ? Thì ở bên trái thì chúng ta sẽ lấy cái hàm left. Nếu ký tự đầu và chúng ta lấy một ký tự, bởi vì ở trong đề bài bảo rằng là nếu ký tự đầu là A, tức là chúng ta lấy một ký tự đầu thôi mà bằng A, mà bằng A thì chúng ta sẽ thuế suất sẽ là 60% nhân với nhập đó, còn đâu là 70%. Enter đó, mình tính phần trăm trước, sau đó mình sẽ nhân với cái phần nhập ở bên này là sẽ ra được cái kết quả mà đề bài yêu cầu. Rồi tiếp theo tính đơn giá. Nếu mặt hàng có ký tự cuối là Y thì đơn giá là 110.000, nếu là ký tự là N thì là 135.000, thì tương tự như vậy. Chúng ta lấy hàm if ra. Hàm if này. Ký tự cuối được xác định bởi hàm right các bạn nhé, thì chúng ta sẽ lấy cái hàm right ra. Nếu ký tự cuối lấy một ký tự, chúng ta chuyển con trỏ vào đây mà bằng y thì giá sẽ là 110.000 đúng không ạ? Y thì giá 110.000, còn lại sẽ là 135.000. Ok. Rồi, chúng ta kéo xuống và chúng ta có thể định dạng phân cách hàng nghìn cho những con số cho nó dễ đọc các bạn nhé. Rồi tiếp theo là thành tiền, tính cột tiền đúng không ạ? Tính cột tiền thì bằng suất nhân đơn giá, rất đơn giản thôi đúng không ạ? Suất này nhân với đơn giá này. Rồi, kéo xuống. Đơn giản đúng không ạ? Bây giờ tính cột tiền thuế. Cột tiền thuế chúng ta xem nhé. Cột tiền thuế này, nếu mã hàng có ký tự đầu là A và ký tự cuối là Y thì thuế bằng 80%, 8% của tiền. Nếu mã hàng có ký tự đầu là A và ký tự cuối N thì là 11% của tiền. Tương tự như vậy. Bây giờ chúng ta phân tích nhé. Nếu mã hàng, tức là có hai trường hợp trở lên là chúng ta phải sử dụng hàm if rồi. Đấy, có ký tự đầu là A, ký tự đầu là xác định bởi hàm left và ký tự cuối là Y thì xác định bởi hàm right rồi. Tức là hai cái điều kiện này nó kết hợp lại, tức là phải ký tự đầu phải là A và ký tự cuối phải là Y, thì lúc này chúng ta có một cái hàm gọi là hàm and để kết hợp hai cái điều kiện này lại thì thuế nó mới là 8%. Nó tương tự như vậy cho các cái trường hợp khác. Thì chúng ta sẽ lập trình như sau nhé. Lập công thức như sau, chúng ta gõ dấu bằng và lấy hàm if ra này. If này. Rồi sau đó chúng ta sẽ phải lấy một cái hàm and. Đấy. If và lấy hàm and ra các bạn nhé. If và and này. Rồi tiếp tục chúng ta xác định ký tự đầu. Lấy ký tự đầu if and này, chúng ta sẽ lấy một cái ký tự đầu là hàm left. Đó. Chúng ta chọn vào mã hàng, lấy một ký tự thôi. Và chúng ta chuyển con trỏ vào hàm and các bạn nhé. Rồi ký tự đầu bằng A đúng không ạ? Ký tự đầu bằng A. Ký tự đầu bằng A và ký tự cuối bằng Y đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ lấy hàm right ra. Ký tự cuối này, lấy một ký tự này, bằng Y. Ký tự cuối bằng Y thì sẽ là thuế sẽ là 8% đúng không ạ? 8%. Rồi tương tự như thế cho những trường hợp tiếp theo. Bây giờ chúng ta lại lấy hàm if tiếp ra. Nếu, rồi là and, rồi đến là left, cũng chọn mã hàng tương tự, lấy một ký tự. Nếu mà ký tự đầu bằng A, ký tự đầu bằng A và ký tự cuối bằng N đúng không ạ? Cũng lấy hàm right tương tự như thế. Ký tự cuối, lấy một ký tự bằng N thì thuế sẽ là 11% đúng không ạ? Rồi tiếp theo, đấy là được trường hợp số 2 rồi. Trường hợp số 3, nếu ký tự đầu là B thì chúng ta cũng lấy hàm if ra. Nếu and left
ký tự đầu là B đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ ký tự đầu là B này. Đó, và ký tự cuối là Y đúng không ạ? Thì chúng ta lại lấy hàm right ra. Lấy một ký tự. Ký hàm right ký tự cuối là Y, ký tự đầu là B, ký tự cuối là Y thì thuế sẽ là 17%. 17%. Còn trường hợp cuối cùng sẽ là 22% thì chúng ta viết 22% luôn mà chúng ta không cần phải thêm hàm if nữa. Rồi bấm OK này. Rồi đây là chúng ta đã tính được phần trăm rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta cần phải tính tiền cơ. Đấy, yêu cầu là phải tính tiền cơ thì chúng ta đơn giản là nhân ở cuối công thức là chúng ta sẽ nhân với tiền thì sẽ ra cái tiền thuế. Đó các bạn nhé. Đó là cái bài mà ứng dụng cái hàm xử lý chuỗi kết hợp với hàm if, hàm and và hàm nép, hàm right để chúng ta giải quyết cái bài toán như thế này. Mình là Mr. Cảnh Excel nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video và đã đăng ký kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.